Thương ca 12, văn hóa xin lỗi, cảm ơn, chào hỏi do nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm hát theo làn điệu về Bình Trị Thiên. Lời chào mâm cỗ cao hơn, ông bà đã nói thì cao hơn lời chào. Lời nói chẳng mất tiền sao, lựa lời mà nói làm sao bây giờ. Thấy người có lỗi ta chờ, chờ người xin lỗi ta thời bỏ qua. Thế nên để về bỏ qua, một khi lầm lỗi thế là cứ xin. Trên môi xin lỗi quên xin. Ở trên cửa miệng ta thành văn minh, hệ ai làm tốt cho mình dĩ nhiên ta phải thật tình cảm. Có khi chưa hẳn hàm ơn, song ta cứ nói được cả thật là tình sẽ gây tình cảm cho mình, điều là có lời thật là tình hay ghê. Cảm ơn xin lỗi ba chê, thói quen rất rất ta thì làm đi. Lời nói đâu có mất gì, gặp nhau chào hỏi lại có gì khó. Bất cứ đã ở đâu, lời chào bất cứ đã ở đâu, ai mà chào trước sẽ thôi. Gì cảm mà tình, cảm tình sẽ lời cho mình, chưa kể sẽ tạo văn minh cộng đồng, xây dựng văn hóa. Nói chung văn hóa giao tiếp chứ thành công đi một điểm. Thanh niên đất Việt ta ơi, thanh niên đất Việt ta ơi, sẵn sàng xây dựng con.